Dinh linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. Nguyện dinh thánh linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. Tôi sẽ hát Hallelujah. Tôi sẽ hát Hallelujah. Nguyện dinh thánh linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. Nguyện dinh thánh linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. Nguyện dinh thiên linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. Nguyện dinh thiên linh của Chúa dây đầy trong tôi sẽ hát Hallelujah. 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 Con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện hôm nay. Hallelujah. Ngài là đấng toàn tri, là Chúa của muôn loài, là Chúa, là Cha từ ái của chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con giờ này tụ họp vào Zoom để học lời của Chúa buổi tối ở Mỹ và buổi sáng ở Việt Nam. Xin Chúa con sức dầu thêm cho một sư hiền để ông hướng dẫn chúng con học lời Chúa. Chúng con xin hết lòng cầu nguyện cùng với Ngài. Xin Ngài ngự trong tâm linh tâm trí của chúng con. Xin Ngài dẫn dắt để con nhận ra ánh sáng của Ngài, để chúng con sống trong đức tin và làm theo ý của Ngài. Xin Chúa cũng chữa lành bệnh cho chúng con, trong tất cả các anh chị em lớn tuổi trong hội thánh chúng con, cũng như trên online, được bình phục, được nhiều phước hạnh. Con xin dâng tất cả anh em chúng con trong tay Chúa, xin gìn giữ chúng con và ở cùng chúng con. Xin Chúa cũng ban phước cho tất cả anh em chúng con giờ này đang vào học kinh thánh, được bình an, được phước hạnh. Chúng con xin hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng mở kinh thánh đó. Roma đoạn 10 câu thứ 12. Trong người Giuđa và người Grec không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. For there is no difference between Jew and Gentile. The same law is law of all, and richly blessed on who call on him. For vì there is no difference, there is no different. Different tức là khác biệt. Khác, different là khác. No different là không có khác biệt. There is no difference tức là không có sự khác biệt. Vì không có sự khác biệt. For there is no difference. Không có sự khác biệt. There is no difference. Between là ở giữa, quý vị. Ở giữa. Jew là người Do Thái. Jew là người Do Thái. And Gentile là người ngoại. Người ngoại bang. Ở đây trong bản dịch chúng ta dùng là người Grec. Tại vì ngày xưa thì người ta cũng nghĩ người Hy Lạp là người ngoại bang đó. Cho nên trong bản kinh thánh thì dùng chữ này là một số bản, đúng rồi, vẫn dùng chữ Greek, tức là
giữa người Do Thái và dân ngoại, và một số bản dịch thì là Jew and Greek, tức là giữa người Do Thái và người Hy Lạp. The same law, the same tức là giống nhau, the same. Same here tức là ở đây cũng giống vậy đó, là same. The same Lord là cùng một Chúa, giống một Chúa ha. The same law là cùng một Chúa, the same law. Is law là Chúa. Of của on tất cả. And no difference. Richly blessed. Blessed, blessed tức là phước hạnh quý vị. Richly tức là giàu có. Giàu có phước hạnh, phong phú, giàu có. Giàu ơn đối với kẻ cư sĩ Ngài, ở trong bản dịch chúng ta là giàu ơn. Richly blessing, blessed tức là cái sự phước hạnh giàu có, phước hạnh vô hạn. All tất cả, who call, những ai mà kêu on him, call on him tức là kêu cầu cùng Ngài. For there is no difference, vì không có sự khác biệt. Between, ở giữa Jew and Gentile, ở giữa người Do Thái và người ngoại bang, chữ Gentile là ngoại bang, hoặc là một số bản dịch dùng là Jew and Greek, tức là giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Greek là Hy Lạp. The same law tức là cùng một Chúa. Is là law of all, là Chúa, là Chúa của tất cả, law of all. And richly, rich là giàu có đó quý vị, richly một cách giàu có. Bless là phước, phước hạnh. Blessed là những phước hạnh, và là giàu có, là phong phú, giàu có phước hạnh. All, tất cả, who call on him, tức là những người nào kêu cầu cùng Chúa đó, thì Chúa ban cho rất nhiều những ơn phước, phải nói như thế ha. Tức là Chúa là đấng ban cho tất cả mọi người nhiều ơn phước khi mà họ kêu cầu Chúa. Bản dịch tiếng Việt của chúng ta là trong người Giu-đa và người Rét không có sự phân biệt gì hết, hay có nghĩa là không có sự khác nhau, không có khác. Chúa cũng ban cho người Do Thái và Chúa cũng ban cho người ngoại giống nhau. Đó là điểm mà chúng ta để ý, tức là không có khác biệt. Không phải là bởi vì người Do Thái thì Chúa ban cho nhiều hơn, họ ở lâu hơn, họ biết Chúa nhiều hơn, họ là tuyển dân cho nên Đức Chúa Trời là ban phước, còn dân ngoại thì Chúa không ban phước, Chúa ban phước ít hơn, hoặc là không ban phước, thì cái điều đó là không có. Đối với Đức Chúa Trời thì quý vị biết rằng Ngài là đấng công bằng và không có sự phân biệt đối xử. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng suy nghĩ theo quý vị, thì bây giờ trên cái con đường theo Chúa, đối với những người theo Chúa đó, có sự phân biệt không? Có sự phân biệt đối xử ở trong hội thánh không? Ở trong những người theo Chúa không? Theo quý vị thì có không? Những Chúa có phân biệt là đàn ông hay đàn bà? Chẳng hạn như là có một số người thì cho rằng là đàn bà không được. Bà là không có được làm mục sư, đàn bà không có được làm chấp sự luôn đấy. Có nhiều giáo hội là chấp sự cũng không được, và đàn bà cũng không được làm giáo viên để mà dạy giáo lý cũng không được nữa. Đấy, không được. Đấy, đó là vấn đề. Rồi một số quý vị thấy đó là người ta không phong chức, phong chức cho phụ nữ. Rồi có sự phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác không? Giống như bây giờ da trắng với da đen. Cái có không? Có sự phân biệt không? Vậy giữa người giàu với người nghèo, Chúa có phân biệt không? Chúa nói thì giàu có, giống như nhiều khi tôi nghe một vị sư nói rằng những người giàu đó là đương nhiên là phải nó có một cái sức hút. Cho nên khi mình tới chùa đó là những người giàu là coi như là phải được người ta mời trước, đúng không? Phải được gọi là quan tâm nhiều hơn đấy. Và đối với theo quý vị học Kinh Thánh thì trong hội thánh có sự phân biệt giữa người giàu với người nghèo, giữa đàn bà với đàn ông, giữa những người gọi là tự do và những người tôi mọi, tức là hồi xưa là nô lệ đó quý vị, người nô lệ đó, có phân biệt không? Rồi đàn ông với đàn bà có phân biệt không? Theo quý vị thì có hay không? Theo em nghĩ thì Chúa thì không có phân biệt, Chúa không nói là không phân biệt nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, mọi người đều, Chúa đều thương yêu như nhau hết.
Nhưng mà ở thế gian này thì mình có phân biệt. Và em thấy ở thế gian này là mình có phân biệt. Cũng như là như một sư nói là tự mình phân biệt rồi mình đối xử với nhau như là không có cho người phụ nữ ngang hàng với người đàn ông. Cái đó cũng là tự vì ở thế gian này tự mình đặt ra như vậy chứ. Mình muốn như vậy chứ em nghĩ Chúa không có bây giờ mà Chúa phân biệt người nam người nữ. Hay là mà bắt phụ nữ là phải là không có được làm mục sư, không được làm chấp sự. Cái đó là từ người thế gian của mình phân biệt thôi, chứ còn Chúa em nghĩ Chúa cũng phân biệt. Tức là Chúa không phân biệt, nhưng mà tại vì con người đúng không? Rồi ok. Dạ. Có ai thấy là Phật phân biệt, phải phân biệt không? À, nhiều người họ còn nói rằng nếu mà phong chức cho phụ nữ là sai, là có tội nữa chứ. Ok. Thành ra mình thấy tại vì họ cho rằng phụ nữ hồi xưa đó là cái người mà ăn cái trái cấm đầu tiên đó là bà Eva chứ không phải ông Adam. Rồi bà ép ổng quá thì ổng phải ăn thôi, chứ còn thật sự ra bà là người phạm tội đầu tiên. Đấy, cho nên là phụ nữ là không có được giảng dạy, không được làm mục sư là một. Rồi không được, có một số giáo hội là không được gì hết quý vị. Có nghĩa là chỉ ngồi đó, ngồi xa xa. Chứ còn mà nó tham gia vào những cái việc mà tế lễ đồ thì là không được. Đấy, như vậy thì tại sao nó như thế? Rồi có sự phân biệt giữa chủng tộc này với chủng tộc khác hay không? À, có phải là tuyển dân của Đức Chúa Trời thì được ưu đãi hơn, còn dân ngoại thì không được? À, thì bây giờ quý vị suy nghĩ đi, lời của Chúa nói là không có sự phân biệt như ở đây, là nó không có sự phân biệt, nhưng mà tại sao đi thực tế là phân biệt? Đấy. Cho em xin có ý kiến về cái vấn đề này. Thưa mục sư, với các anh chị em, là Chúa thì không có phân biệt, nhưng tại sao là mình cứ phân biệt mà lại dựa theo cái lời trong Kinh Thánh để mà mình cứ nói là phụ nữ không có được làm mục sư, không có được làm chấp sự, cũng như không có được ngang hàng dưới là nam giới? Thì tại vì cái thời xưa đó là thường thường là người đàn ông làm việc không mà, thì người phụ nữ ở trong nhà chỉ có lo vấn đề gia đình, và phải nói là không có bước chân ra ngoài đời nhiều, cũng như không có học thức nhiều, đúng là như vậy. Thành ra khi mà chọn làm việc đó, thì Chúa là chọn, như là Chúa chọn 12 sứ đồ là nam không, thì tại lúc đó là cái người phụ nữ của mình đó là mình không có học thức cao, nhưng mình phải lo chuyện gia đình, mình không có được ra ngoài nhiều. Thành ra lúc đó đó thì Chúa mới chọn là 12 sứ đồ là người nam. Nhưng mà bây giờ sao bây giờ đó, là mình phụ nữ mình đã học, mình có học rồi, mình cũng bước ra ngoài đời, mình cũng làm việc rồi, mình cũng mà như là ngăn không dám nói ngăn hàng với mấy ông, nhưng mà coi như mình cũng có một cái sự hoạt động của mình. Và thì bây giờ thì mình thấy là trong tất cả các hội thánh cũng có người nữ mục sư, cũng có người chấp sự, nhưng mà ít lắm. Chứ đó là bây giờ mình cũng tân tiến rồi thì được, chứ còn cái tại sao cái thời đó là tại vì phụ nữ mình như vậy, thành ra là bắt buộc là Chúa không có đề nghị cho phụ nữ mình làm thôi. Rồi sau này người ta cứ căn cứ vô trong cái Kinh Thánh mà người ta nói là Chúa chỉ chọn những người nam thôi. Em nghĩ cái đó không có phải, chưa có hiểu đó, là ý của Chúa không phải là chỉ chọn người nam thôi, mà tại vì cái thời đó là phụ nữ mình đúng là có cái khuyết điểm là mình không có học, mình không có ra đời nhiều, cũng như mình chỉ lo gia đình thôi. Thành ra Chúa mới chọn 12 sứ đồ là người nam. Thì em nghĩ vậy. Dạ. Dạ, tôi tiếp theo cô Thanh là như vậy. Hồi xưa đó thì tôi đồng ý là phụ nữ mình không có được ở ngoài xã hội, người ta kể, người ta tính, người ta coi như là cái người mà cái bóng của người nam thôi, tức là mình chỉ ở trong cái trong nhà thôi. Nhưng mà mình nhớ hồi lúc mà Chúa Giêsu chết đó thì bà Marie rồi mấy bà Marie Mathê rồi đó cũng là những người phụ nữ thời đó, họ cũng thờ phượng Chúa chứ. Ở chứ đâu phải chỉ có nam không đâu, nữ cũng thờ phượng Chúa. Và khi mà cái bài học ngày hôm nay hỏi Chúa có phân biệt không, hay là Chúa có chỉ ban phước cho những người đàn ông mà không cho người đàn bà, hoặc là cho người giàu mà không? Nói chung là Chúa có phân biệt hay là không? Mình đọc ở trong Roma đoạn 10 nè, từ câu 11 với lại mình xuống câu 12, xuống câu 13 thì mình sẽ thấy nè,
Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn, và không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Vì người vì Ngài ban phước cho tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu. Tức là mình là Cơ Đốc, mình tin Kinh Thánh. Ở đây là Kinh Thánh rõ ràng nói trong ông Paulo viết cho ông cho Hội Thánh Roma, thì nói là đây là nói rõ ràng đây là không có kỳ thị, vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người. Người nào mà kêu cầu Ngài thì Ngài ban ơn cho. Người nào kêu cầu danh Chúa thì đều được cứu. Thì vì lẽ nào mà mình nghĩ rằng Chúa không có ban ơn cho người này và ban ơn cho người kia? Mình đâu có, đây là Kinh Thánh nói rõ ràng là như vậy. Thì tôi tin rằng Chúa không, Chúa, mình còn nhớ, tôi có không nhớ địa chỉ, nói là Chúa nói là Chúa mưa cho người công bình lẫn người gian ác luôn. Chứ đừng nói mà nói là còn những người mà kêu cầu Chúa thì Chúa nghe và Chúa cứu. Đó. Thì chúng ta phải tin điều đó, không có phải e dè, không sợ hãi gì hết. Không nói tại vì tôi nghèo hay là tôi vì phận đàn bà hay là tôi già nua, tôi không tin điều đó. Và tôi tin rằng Chúa là đấng tốt đẹp, tính tốt lành, Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ cứu những ai có tấm lòng kêu cầu đến Chúa. Xin hết nha. Dạ, thưa cô Sương Đạt, đúng là Chúa là nói như vậy, nhưng mà mình nghĩ tại sao bây giờ tới giờ phút này mà những cái hội thánh cũng như người ta vẫn không có cho người nữ ra mục sư, cũng như không có cho người nữ làm chấp sự, giờ cũng vẫn có phân biệt với cô Sương, vẫn có phân biệt á. Tại sao mình cũng cùng là Cơ Đốc nhân mà cũng học lời của Chúa mà bây giờ vẫn còn những hội thánh, những người vẫn còn phân biệt, vẫn còn đối xử là cũng có phân biệt phải không? Phật giáo cũng có phân biệt phải không? Dạ. Tức là Phật giáo là coi như mấy sự có hết á. Thì mình nói trên thế gian này Phật hay Chúa dạy ai cũng vậy, đều công bằng nhau hết, cũng nam nữ, nhưng mà bên Phật giáo cũng vậy. Bên Phật giáo cũng không có cho, hồi xưa cũng không có cho phụ nữ đi tu nữa, chứ đừng có nói là gì đi tu cũng không cho nữa. Rồi bây giờ thì mới cho, nhưng mà mình nghĩ tại sao là cũng có người nam, Chúa với Phật cũng đâu có bắt như vậy, nhưng mà con người cứ lại đặt ra cái luật lệ này, đặt ra luật lệ kia để mà phân biệt đối xử với người nam với người nữ. Giàu nghèo thì quá rõ rồi mình không nói, nhưng mà cứ người nam người nữ thôi là vẫn bây giờ mình vẫn còn bị phân biệt, mình vẫn còn bị coi như đứng núp bóng người đông. Cô Sương nói vẫn còn đó cô Sương. Ok, có ai có một sự trả lời đấy. Tí nữa tôi sẽ nói chứ, dĩ nhiên là dạ có em một mấy ý kiến. Dạ, ý kiến của cô hay quá. Ý kiến của các cô hay quá. Thì em cũng xin góp một chút ý kiến. Vì bởi tớ là Đức Chúa Trời thì tạo dựng lên con người chúng ta đúng không? Rồi Ngài cũng ban cho cái luật pháp. Luật pháp là 10 điều răn đó. Rồi có những cái luật khác nữa, làm nó tới 613 điều luật lận. Cho nên đó là con người ta đó sống theo lúc cái thời của ước thì họ sống theo cái luật lệ đó và không dám phạm, nếu ai phạm thì sẽ bị mang tội. Cho nên đó là Đức Chúa Trời biết rằng đó là con người không có thể nào giữ được luật pháp, thế cho nên đó là Đức Chúa Trời mới cho Chúa Giêsu đến để mà làm trọn luật pháp. Đức Chúa Giêsu đến nó không phải phá luật pháp, mà Đức Chúa Giêsu đến để làm trọn cái luật pháp đó. Cho nên á, ngày nay chúng ta sống bởi cái ân điển mà Đức Chúa Giêsu đã làm trọn cho mình rồi đó, thì mình sống rất là tự do, mình sống rất là sung sướng, mình sống rất là được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì cớ mình là những người phụ nữ, nếu như đối với thời của ước là mình không có làm được cái gì, không có đa động được cái chuyện gì hết trơn á, nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa đã phá hủy cái bức tường đó rồi, Chúa Giêsu đã phá hủy bức tường đó rồi, thì mình ngày nay mình được tự do. Và mình thấy là cái người mà đầu tiên mà đến với Chúa khi mà Chúa sống lại chính là Mary Magdalene, là người nữ đầu tiên, người nữ đến gặp Chúa sống lại đầu tiên đúng không?
như vậy là có phải là được ơn quá chừng ơn đúng không? Phụ nữ mình là quá chừng được ơn, mà con người thì lại là cứ ngăn trở. Thì bởi vì sao? Bởi vì họ còn sống trong luật pháp, họ không chịu nhận ân điển, họ chỉ muốn sống trong luật pháp như vậy đó. Thì luật pháp là chỉ để cho chỉ làm cho chết á, luật pháp là làm cho chết á, nhưng mà ân điển mới được sống. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Thưa quý vị, thì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và là đấng công bằng. Ngài là đấng công bằng nhưng mà Ngài là đấng yêu thương. Đấy. Và vì là công bằng cho nên Chúa luôn luôn Ngài không có cái sự phân biệt đối xử. Nếu mà nói là có tội là phải chết, đúng không? Còn ai là công bình thì người đó sẽ được tha thứ, được ban phước, được chấp nhận, được rất nhiều những cái ưu đãi. Thì đó là tính công bằng của Chúa. Nhưng mà Ngài cũng là đấng yêu thương. Những gì mà những người ở trên trần gian này không thực hiện nổi cái sự công bằng, thì vì Chúa là đấng yêu thương cho nên Ngài đã cover, Ngài đã đến để có thể là làm những điều mà con người không thể làm được. Đấy, đó là tình thương của Chúa. Và thể hiện cái sự tình thương đó qua Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài đã sai Chúa cứu thế đến trần gian này để chết thế cho chúng ta. Và nhờ đó chúng ta được tha tội, chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Ngày xưa thì cả con người, đàn ông và đàn bà cũng không được đến gần với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói chi là đàn bà. Đàn ông cũng không được, mà phải là thầy tế lễ và có của lễ mới có thể đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình và con người phạm tội, và bởi vì chúng ta ở trong cái tình trạng tội nhân cho nên chúng ta không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến trần gian và khi Chúa Giêsu chết thế cho nhân loại ở trên cây thập tự, thì quý vị thấy rằng bức màn ở trong đền thờ đã xé ra làm hai. Và bức màn đó là bức màn phân biệt, ngăn cản ngày xưa để cho con người không thể nào đến với Đức Chúa Trời được, mà phải là có của lễ và phải có chức tế lễ thì mới có thể đến được, chứ người bình thường không thể đến được. Nhưng mà bức màn đã xé làm đôi từ trên dưới, như Hebrew nói đó, là ngày hôm nay chúng ta được quyền đến gần với Đức Chúa Trời. Và ở trong Gia Cơ Đoạn 4 thì câu 10 Chúa cũng khuyên là chúng ta hãy đến gần với Đức Chúa Trời hơn, chứ đừng có ngại, đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng bây giờ chúng ta là con người hoặc là chúng ta là tội nhân cho nên chúng ta không được quyền đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền đến gần Đức Chúa Trời. Và không có một sự phân biệt nào hết. Nếu mà quý vị đọc Kinh Thánh đó, quý vị thấy không có một sự phân biệt nào. Giàu cho là người nô lệ, chứ đừng nói một bên là ông chủ và một bên là nô lệ đi nữa, thì cũng không còn có sự phân biệt nữa. Người ta thường phân biệt và người ta nêu lên một số lý do, và cũng là Kinh Thánh chứ không phải là ta nêu lên những chuyện gì khác. Người ta vin vào những cái lời của Phao-lô. Khi mà Thánh Phao-lô nói rằng là ông không cho phép đàn bà giảng dạy, Phao-lô cũng là người nói đến cái vấn đề mà bà Eva phạm tội. Và ông nói là cấm tất cả cái chuyện gì thì đàn bà phải yên lặng và phải hỏi chồng của mình, chứ không có được lên tiếng ở cái nơi public, ở nơi công cộng. Đấy. Và đó là lời của Phao-lô. Và người ta vin vào cái lời mạnh nhất là lời của Thánh Phao-lô. Chứ còn Chúa Giêsu thì không có nói đến cái vấn đề này. Chúa Giêsu không có đề cập đến cái vấn đề là đàn bà không cho phép đàn bà làm này kia, là không có. Mà trái lại, trong chức vụ của Chúa Giêsu thì quý vị thấy rằng Chúa Giêsu đã rất nhiều câu chuyện mà Chúa Giêsu tiếp chuyện với người phụ nữ. Chẳng hạn như là người đàn bà Samari, quý vị thấy không? Bà có 5 đời chồng nhưng mà Chúa vẫn trò chuyện cho đến nỗi là quên ăn luôn. Các môn đồ nó tưởng là tại sao mà Chúa không ăn đem đồ ăn đây cho Chúa, biểu Chúa ăn, nhưng mà Chúa nó không, đồ ăn của ta đó, tức là làm thể ý của Cha ta trên trời. Và Ngài đương rao giảng cho đến nỗi say mê như vậy, và cuối cùng Ngài đã biến cái người đàn bà tội lỗi đó trở nên một nhà truyền giáo đó, có nghĩa là đi vào trong thành và làm chứng và nói cho cả thành dân suy kha mà đến tin Chúa. Quý vị thấy lạ lùng lắm, chứ không phải là dắt một người. Như vậy thì quý vị thấy rất là rõ, đó là chính Chúa không có phân biệt.
Cũng như quý vị thấy ngày xưa đó, Ngài không phân biệt trẻ em, Ngài không phân biệt là người ăn xin, người không, Ngài không phân biệt là người bị phun nữa. Có nghĩa là cái người mà ngày xưa người ta nói rằng là phải tránh xa bởi vì ô uế mà. Nói tới người phun là phải la lên đó. Người nào bị mình phun là gặp đám đông là phải la lên, tôi là bị phun đây, tránh đi, tránh đi. Chứ nếu mà mình không có la lên là mình có lỗi nữa, cái người phun đó có lỗi nữa. Và họ phải ở ngoài, không có được sống một cách gọi là giao tiếp bình thường với mọi người. Nhưng mà khi Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu là ôm cái người phun đó, quý vị theo. Tuyệt vời. Chúa Giêsu dám ôm cái người phun, rồi người ta nó đuổi, không có cho trẻ em tới đến gần với Chúa. À, nhưng mà Chúa nó hãy để con trẻ đến cùng ta. Đấy, và Chúa bồng nó, Chúa chúc phúc cho nó. Rồi mấy người ăn xin á, quý vị biết người ăn xin thì ai cũng có thường, hầu hết là người ta không có coi người ăn xin ra cái gì, là người nghèo và người ăn xin nữa. Nhưng mà khi người ăn xin á, ở bên lề đường mà kêu Chúa, mà Chúa dừng lại và ông Chúa chữa lành cho người mù Bartimê, để quý vị thấy không? À, như vậy thì quý vị thấy đó, là Chúa là không có phân biệt. Ngài không có phân biệt, có con người mình phân biệt thôi, à, chứ Ngài không có phân biệt. À, rồi việc mà Chúa chọn 12 sứ đồ là đàn ông thì cũng không có nghĩa là Chúa phân biệt. Ở đây Chúa không hề đưa ra cái tiêu chuẩn là chỉ chọn đàn ông, và Chúa không có một cái bài giảng nào mà nói về vấn đề là ta chỉ chọn đàn ông không. Nhưng mà bởi vì cái thời bấy giờ đó thì hầu hết phụ nữ là ở trong nhà. Nó, họ còn tệ hơn là cái người Việt Nam của mình nghèo khổ bây giờ nữa đó. Có nghĩa là không biết gì hết, chỉ lo bếp núc. Cho nên đó là vì vậy cho nên là Chúa không chọn thôi. À, nó nằm ở trong cái bối cảnh, chứ không có nghĩa là Chúa chỉ chọn người đàn ông mà loại bỏ người đàn bà. Và bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta nói về vấn đề ông Follow đi. Là ông Follow là cái ông mà nói gọi là nhiều nhất về cái chuyện phụ nữ. Đấy. Thế thì Phaolô có phải là ông có ý như vậy không? Đấy. Thì nếu quý vị đọc Kinh Thánh thì thấy không phải. Ông nói như thế cũng chỉ là vấn đề cái bối cảnh. Lúc bây giờ người đàn bà, người Do Thái thì người nào cũng phải trùm đầu, đó là đương nhiên rồi. À, chứ còn cái chuyện đó không có gì là nó mang tính cách thần học hết. Rồi cũng như cái vấn đề mà không cho người đàn bà giảng dạy hay là không cho người đàn bà lên tiếng ở giữa đám đông thì cũng phải luôn. Ông thấy rằng đàn bà nó không được gì cả đâu, không biết gì hết rồi. Để cho mấy vợ lên với ý kiến thì rõ ràng là nó phiền lắm. Cho nên ông thấy cái hoàn cảnh đó, ông nói như thế thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị biết là phụ nữ á, người ta giỏi, có thể nói thưa quý vị là ngang bằng, chứ không phải đâu. Và người ta đã nghiên cứu rất là rõ đó, là người phụ nữ với người đàn ông á, không phải người phụ nữ là yếu đâu, phải yếu đâu. Mình cứ nói là phụ nữ phải yếu, nhưng mà thật sự ra có rất nhiều cái điều mà người phụ nữ mạnh hơn người đàn ông. Chẳng hạn như là quý vị biết cái sức chịu đựng về ha, những cái chuyện mà rắc rối linh tinh đó, thì người phụ nữ người ta chịu hơn mình. À, người ta cùng một lúc đó là con cái heo quéo chó mèo rồi chuyện này chuyện kia cùng một lúc mà họ bình tĩnh lắm. Còn đàn ông á mà đương nói chuyện này mà hỏi sang gì khác là người ta bật lên liền, tại vì cái bán cầu não của người đàn ông khi người ta làm việc á, người ta chỉ làm việc một bên, tức là bán cầu về lý trí của người ta, mà người ta tập trung và người ta làm, chứ người ta không có cùng một lúc để người ta có thể làm nhiều thứ. Cho nên từ cái chỗ đó đó, quý vị biết là có nhiều điều người phụ nữ mạnh hơn. Và bằng chứng là quý vị có thể thấy là người phụ nữ người ta sống lâu hơn người đàn ông đấy. Đa số là quý vị đàn ông chết tới sớm đấy, thấy chưa? Chứ đừng có nghĩ là phụ nữ phải yếu. À, rồi bây giờ ở bên Mỹ này là phụ nữ là đàn ông là phải yếu chứ. Ở bên Việt Nam thì phụ nữ là phải yếu, gọi là phải yếu. Nhưng mà thật sự ra bên Mỹ này theo tôi là nhìn vô hầu hết chắc là khoảng chừng 8 gia đình, 9 gia đình là coi như phụ nữ nắm quyền. Yeah. Coi như là họ đi đâu nói cái chuyện gì là để về tôi hỏi vợ tôi đó. Có người bây giờ bầu cử vô để làm một chức gì hả, nó cái này không được đâu, tôi phải hỏi bạn, hỏi vợ tôi lại. Nhưng mà người ta khích lệ trong hội thánh là thôi kẻ hầu với Chúa đi làm đi. Nhưng mà cũng có những người đàn ông nó thôi cái này chưa được đâu, để tôi về tôi phải bàn lại với vợ tôi. Đấy, cũng giống như Việt Nam á, đi về cái chuyện gì tôi phải hỏi chồng, còn ở bên Mỹ là chuyện gì là phải hỏi vợ. Như vậy thì quý vị thấy rất rõ là phụ nữ mạnh chứ đâu có yếu. Và ở đây phụ nữ là lái xe những cái xe lớn đó quý vị ha. Việt Nam là mình thấy ở Việt Nam là chỉ có đàn ông thôi, mà ở đây là phụ nữ lái, chứ không có gì, đàn ông cũng lái mà phụ nữ cũng lái, không có gì phân biệt hết á. Người Mỹ họ rất là hay, đó là người ta làm theo Kinh Thánh đó quý vị. Và bây giờ tôi nói đến Follow, tôi đọc cái câu Kinh Thánh này là cái câu của ông Follow chứ không phải câu của người khác.
Galati đoạn 3 câu 28. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gà-rét. À, cái câu gì rồi ở Roma đó cũng là ông Phaolô đấy. Ông Phaolô nó không còn phân biệt người Do Thái với người ngoại, thì ông nó không có sự phân biệt nào hết, vì Chúa là chỉ có một Chúa, phải không? Rồi Chúa của tất cả mọi người chứ có gì khác đâu. Ông đó là cái quan điểm thần học rất là rõ ràng, không có sự phân biệt. Rồi mình vinh vào ông Phaolô để mình nói cũng tội nghiệp ông, bây giờ ông ở trên thiên đàng ông cũng bực bội lắm á. Tại vì dưới này cái nó sai không à, cứ mượn cái cớ ông để mà gây cái sự gọi là phân biệt đối xử chia rẽ. Bây giờ tôi đọc tiếp nè. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gà-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, tức là người nô lệ đó, người nô lệ ha. À, không còn phân biệt giữa người nô lệ đâu. Không còn đàn ông hoặc đàn bà. Wow, rất là rõ. Cái chỗ này là ông nói rõ luôn. Không còn phân biệt đàn ông hoặc là đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu anh em thảy đều là một. Quý vị thấy chưa? Nhớ ngàn câu kinh thánh này, Galati đoạn 3 câu 28 quan trọng lắm. Phụ nữ là phải nhớ, chúng tôi đàn ông lỡ có quên cũng được. Nhưng mà quý vị phải nhớ câu này, tại vì câu này rất là quan trọng. À, Galati đoạn 3 câu 28, người ta vinh cái vấn đề của Phaolô thôi. Phaolô là người mạnh nhất, cái lý mạnh nhất để người ta phân biệt đối xử với phụ nữ. Thấy không? Và ở đây chính Phaolô nói, bây giờ mình đọc hôm nay Roma đoạn 10 câu thứ 12 là không còn có sự phân biệt, vì chúng ta có một Chúa, cùng một Chúa mà. The same Lord. Tức là cùng một Chúa, tại sao mà phân biệt đối xử? Thấy chưa? Và không có sự phân biệt, không có difference ở giữa cái người Do Thái với cái người ngoại. Không có difference giữa đàn ông với đàn bà, mà rõ ràng là mình different. Rõ ràng là mình đối xử khác nhau rồi. Còn mình cứ nói hoài, có nhiều người cứ nói thì thôi phụ nữ làm thiếu chuyện đâu, có phải là hầu vị Chúa đó, là làm mục sư mới là hầu vị Chúa mà nhiều chuyện khác á. Nhưng mà nói vậy cũng là đối xử phân biệt rồi. Mình không cho người ta làm là phân biệt đối xử rồi, chứ còn nói gì nữa. À, có một người hỏi tôi ở trong YouTube, hỏi tôi sẽ giải thích cái điều này. Một bữa là tôi sẽ giải thích thêm, hôm nay là cũng nhân cơ hội này tôi nói thôi. Đó là người đó đặt ra câu hỏi là: thưa mục sư, tại sao mà Chúa nói là không có phân biệt mà bây giờ một số giáo hội thì lại không chấp nhận phụ nữ? Họ không chấp nhận, quý vị. Họ rất là, theo tôi thì rất kỳ thị đó, không cho làm chấp sự luôn, chứ đừng có nói chi là làm mục sư, là linh mục, không phong chức cho họ, tội nghiệp không? Và đó là cái sai lầm, vì Chúa đâu có chủ trương như vậy đâu. Rồi ở đây nói tới Phaolô thì Phaolô cũng không chủ trương như vậy. Đấy, hôm nay mình nhớ ngàn hai câu kinh thánh, Roma đoạn 10 câu thứ 12 và Galati đoạn 3 câu 28, thì Phaolô nói rằng không còn phân chia giữa người Giu-đa với người Gà-rét, không còn giữa người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc là đàn bà gì cả, không còn chia ra đàn ông đàn bà, vì trong Đức Chúa Jesus Christ anh em thảy đều là một. Đó. Như vậy thì tại sao mà mình chia? Rõ ràng là mình chia là mình làm theo ý của mình. Đó, tôi thưa quý vị đó, ngày xưa đó, tại vì đa số đó quý vị thấy là đàn ông không à, đàn ông nắm quyền, nhưng mà người ta tổng kết đó, những người mà gọi là sùng đạo đó, những người mà yêu mến Chúa đó nhiều nhất đó, ở trong hội thánh nó không phải là đàn ông mà lại là đàn bà. Cứ đi vào hội thánh nào cũng vậy. Rồi bằng chứng bây giờ ngay trên cái lớp học kinh thánh ở đây thì quý vị cũng thấy là phụ nữ nhiều hơn rồi, thấy chưa nào? Đi vô các hội thánh đó, cứ 3/4 là phụ nữ, còn có 1/4 là đàn ông thôi. Rõ ràng là người phụ nữ người ta hướng lòng về Chúa rất là nhiều, và trong cái chức vụ của Chúa Giêsu quý vị cũng thấy là những người phụ nữ luôn luôn là họ dâng hiến, họ đi viếng Chúa ngay cái lúc mà đi xuất sắc rồi, sau đó Chúa sống lại thì họ cũng là cái người đầu tiên gặp gỡ, xong họ cũng là người đi báo tin cho mấy ông sư đồ, chứ toàn mấy ông sư đồ không có ông nào mà đi sáng sớm đi xuất sắc hay là đi thêm tới thăm thử rồi nghe tin như thế rồi chạy tới thôi, không biết bắn tiếng bắn nghi. Rồi sau khi rồi đó quý vị, Chúa sống lại rồi đó, thì ông Phêrô ông nói thôi tôi đi đánh cá, cái mấy em sư đồ khác nó thôi tôi cũng đi với anh cho rồi, ở nhà buồn quá thế là đi đánh cá luôn. Mà mấy là Chúa, bởi vì Chúa phải dùng họ, chứ giờ có ai đâu phụ nữ trong lúc đó không được, cho nên Chúa phải đi ra tận bờ biển rồi Chúa đi kêu gọi họ để mà họ bị Chúa. Và rõ ràng ở trong những cái vị trí gọi là ưu đãi đó ha, nhiều cái điều vinh dự đó, thì quý vị thấy là đàn ông người ta chiếm nhiều lắm. Nhưng mà thật sự ra ý của Đức Chúa Trời không phải như vậy. À, cho nên ngày hôm nay đó, tôi thưa quý vị rằng chúng ta đang sống trong cái thời đại mà gọi là ân điển, và Chúa là Chúa của chúng ta, Ngài là Chúa
của người giàu cũng như của người nghèo, không có cái sự phân biệt. Cho nên trong hội thánh đó, quý vị để ý đi, không có phân biệt người nghèo đâu nha. Cô Phượng để ý á, thấy không? Không có phân biệt, đúng không? Chứ không phải nói ai giàu cái là tôi rước, tôi mời lên ngồi ghế trên, còn ai nghèo ai nghèo cái tôi xuống trung bình, tôi ngồi ghế giữa, cái nghèo không tôi cho ngồi dưới sau cùng đó. Có không? Cô Phượng? À, không lại có. Chưa? Dạ, thấy chưa? Không có, mà ngay cả người nghèo cũng được mời lên trên ngồi nữa. Ok, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Tất cả mọi người đều, và hơn nữa là còn phải quan tâm nữa. Kinh Thánh dạy là chúng ta phải quan tâm đến người nghèo nữa. Và Chúa Giêsu đến là Ngài cũng giảng tin lành cho người nghèo. Thấy không? Còn đa số mấy tôn giáo và đa số mấy cái tổ chức con người đều cứ nhắm mấy người giàu thôi. Thấy người giàu vô cái mình đưa, mình rót, rước, mình ca, mình tụng, mình làm đủ thứ hết. Còn người nghèo cái mình ngó không ra chi cả. Thì đấy là cái sai lầm. Đấy là những điều mà không nên có. À, ở trong sách Gia Cơ nói đó là cái sự tay vị, cái sự phân biệt đối xử mà không nên có ở trong hội thánh. Cho nên nếu mà ngày hôm nay mà những cái tổ chức giáo hội theo tôi mà vẫn còn phân biệt như vậy thì đó là cái sự, một là họ cố ý để họ làm điều này, bởi vì họ không thích đàn bà, đúng không? Không thích. Cho nên còn thứ hai nữa đó là họ không biết, có một số người không hiểu cái này. Một là họ không có ghét gì hết, nhưng mà bởi vì họ không hiểu cho nên họ cứ xưa bài nên bắt chước người đi trước nói như vậy, đúng không? Không phong chức thì bây giờ mình cũng không phong chức. Bây giờ hiện tại bây giờ giáo hội cũng cứ tranh cãi hoài đó quý vị thấy. Nhiều người vẫn cho thấy rằng là phải trở lại cái con đường đúng của Kinh Thánh. Chẳng hạn như là Kinh Thánh Chúa đâu có cấm lập gia đình đâu. Cái chuyện mà cấm lập gia đình là con người chứ Chúa đâu có cấm đâu. Quý vị thấy chưa? Ông Phêrô đó là ông cũng có vợ. Chứ đâu không có. Và Kinh Thánh nói rất rõ, Phaolô ông nói rằng là người hầu của Chúa phải có vợ, thấy không? Và dĩ nhiên là không thể cùng một lúc mình có 2, 3, 4 vợ cùng một lúc đó. Cùng một lúc là chỉ có một vợ một chồng, thì đó là điều Kinh Thánh rất là rõ. Chứ Kinh Thánh đâu có nói là cấm cưới gả đâu đó. Mà con người thì mình bày ra cái vấn đề là không có cưới gả, coi cái chuyện đồng trinh đó nó cao hơn một cái bậc, đến nỗi là mình khinh miệt những người lập gia đình là họ coi thường. Ok, mấy người này sắc thịt lắm. Rõ ràng là họ mô tả như vậy, nhưng mà những người mà không lập gia đình nó còn rắc rối hơn nữa. Chúa nói rằng loài người ở mình không tốt, quý vị thấy chưa? Mình ở một mình được là ít lắm, hiếm lắm. Còn mà ở một mình đó, mà đủ thứ chuyện xảy ra thì tốt hơn nhất là lập gia đình. Chứ tại sao mình lại lén lút? Tại sao mình làm những cái chuyện mà nó trái với lương tâm và trái với đạo lý của Chúa? Không được. Cho nên á, ở chỗ này chúng ta cũng cần phải quay trở lại với cái ý của Kinh Thánh là không có sự phân biệt nào hết. Quý vị nhớ như vậy. Và mình sống luôn luôn đó, bởi vì mình nhìn trong cái nhìn đức tin, chứ mà mình nhìn bề ngoài mà mình đối xử. Bởi vì thưa quý vị, những người nghèo sau này họ giàu á thì sao? Hả? Đúng không? Bữa nay mình thấy họ nghèo, nhưng mà sau này họ giàu thì sao? Họ giàu hơn mình thì sao? Đấy. Và Chúa nói người đầu nên rốt, người rốt đi đâu. Bây giờ chúng ta thấy ông Lazaro với ông nhà giàu đi. Thì quý vị nếu mà gặp cái ông nhà giàu đó, quý vị cúi chào đúng không nè? Ông này tốt quá, hay quá, giỏi quá. Chắc cha mẹ ổng là kiếp trước ổng sống thế nào đó, cho nên bây giờ ổng sung sướng sao có vậy. Đấy là chúng ta đa số nói cái câu đó. Còn chúng gặp ông Lazaro thì chắc coi không ra gì cả. Nhưng mà sau khi chết thì ai hơn ai? Ok. Rõ ràng là ông Lazaro ông hơn, còn ông nhà giàu là đau khổ. Đấy không? Ông Lazaro là người giàu, còn ông người giàu kia trở thành người nghèo, nghèo cho đến nỗi cái chai nước như bình thường ở đây mình uống, ông còn không có uống nữa. Thì đừng nói chi là uống cà phê, là uống nước ngọt. Không có đâu. Nghèo lắm, để xin một giọt nước cũng không được nữa. Quý vị thấy chưa nè? Rõ ràng là rất là nghèo. Nhưng mà thì từ cái chỗ đó đó, ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái người họ nghèo, đừng có khinh họ. Đừng có khinh. Những người họ không có tay có chân, đừng có khinh. Những người họ xấu, đừng có khinh. Tôi thưa quý vị đây. Tại vì sau này họ sẽ là người đẹp. Còn nếu mà chúng ta không có tin Chúa và không sống đúng những điều mà Chúa dạy, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không có được cái gì hết. Sau này sẽ nghèo khổ, đúng không? Đau khổ. Và ở trong hồ lửa đời đời đau khổ. Cho nên vì vậy đó, cho nên chúng ta đừng có nhìn bề ngoài cái đời này, và cho nên cũng không có thể phân biệt đối xử. Đừng có bao giờ phân biệt hết. Người họ nghèo vậy đó,
chứ chưa chắc đâu. Đừng có nghĩ họ nghèo, cũng như có nhiều người họ giả bộ nghèo, quý vị thấy không? Bây giờ họ đi ra giả bộ xách cái bao, không? Tôi thấy có nhiều người họ đi đi máy bay đó, họ xách cái giỏ xách không có ra gì hết. À, nhưng mà người ta nói, là giàu lắm ạ. À. À, giả bộ đi vậy đấy. Còn có người mang cái bóp thiệt là đẹp, cái bóp nó hiệu rồi nữa chứ. Đi là cái bóp hiệu rồi ngon lành, tới là cuối cùng không có gì hết. Bóp thì mình là người ta không. Đó là cuộc đời nó đã như thế rồi, chứ đừng nói chi đời sau. Ngay đời này quý vị thấy có những người họ giả bộ ha, họ càng giàu chừng nào thì quý vị sẽ thấy họ càng khiêm hạ. Đấy quý vị biết đấy ha. Cho nên người ta nói mấy cái đồng xu á mấy cái quarter rồi đó, nó kêu lẻn kẻn lắm, kêu dữ lắm. Nhưng mà những cái tờ giấy, những cái tờ $100 nó không kêu vậy đó. Đúng không? Mà quý vị có hàng sách $100 giờ nó không kêu. Mà quý vị có chừng có đi nhiều khi xin lỗi có 10 đồng bạc cắt thôi, chà nó rỗ rãng dữ lắm đấy. Cho nên nó đó là cái chuyện ở đời này, quý vị cứ để ý người nào mà ồn ào không á là toàn là bạc cắt không á. Dòng nước mà nhảy lăng tăng á là dòng nước cạn đúng không, nó nhảy lăng tăng gì nữa lắm. Nhưng mà cái dòng nước sâu quý vị thấy không, nó im lặng phăng phắc á, quý vị thấy chưa nào. Cho nên là đừng có nhìn những cái điều đó, đừng phân biệt ai hết á. Tại sao phân biệt phụ nữ? À, nhiều người phân cứ như thế, rồi cứ nói là phụ nữ là không được. Ủa chứ sao kìa? Vậy thì bây giờ cho họ chuyển giới là thành đàn ông có được không? Cho họ như vậy họ làm mục sư được à? Có một ông đến hỏi tôi, ông nói giờ tôi đọc kinh thánh tôi thấy vậy mà tôi khó chịu quá, phụ nữ mà nếu đứng lên giảng dạy phụ nữ làm sao là mục sư được? Không được. Tôi nói ủa sao không được? Tự nhiên phụ nữ không được thôi. Chứ đàn ông là được. Đàn ông có cái gì hay đâu, nó cũng có cái gì hay đâu, cũng bình thường, cũng y vậy thôi. Có cái gì đâu, giữa đàn ông với phụ nữ là tóc dài, cái bên tóc ngắn, ok, rồi có một chút khác biệt thôi. Tại sao không cho người ta làm? Vô lý quá. À, ông đã nói với tôi nói bây giờ cái vấn đề đối với theo tôi đó là người nào được kêu gọi hay không, chứ không phải là đàn ông và đàn bà. Đàn ông là cũng vậy, đàn bà cũng vậy thôi. Trước mặt Đức Chúa Trời mà đàn bà mà không được kêu gọi thì cũng không được, mà đàn ông cũng không được kêu gọi được cũng được, chứ không phải là đàn ông, miễn là đàn ông là được à? Không có, chúng ta theo tôi thì không được, không nói cái câu này được, bởi vì kinh thánh nó rất rõ. Cho nên khi mà học kinh thánh không phải là mình đọc có một hai câu, nếu quý vị đọc follow, quý vị đọc mấy câu ông nói đó, ta cấm đàn bà không cho giảng dạy, cứ vinh có vài câu ba câu vậy thôi, và một số người chỉ có nghe mấy câu đó chứ không bao giờ nghe ở trong Galati đoạn 3:28 mà chúng ta đọc vừa rồi đấy. Có nhiều người không bao giờ nghe ai nói đây, không phải là ông khác đâu mà ông phô lộ luôn. Đấy, rồi ai nói ở trong Roma đoạn 10:22 là ông phô lộ. Chứ ai? Ông nói rằng không có một cái sự phân biệt ở giữa người Do Thái với người dân ngoại, người Greek. Thấy chưa? Không có sự phân biệt. Bởi vì chúng ta có cùng một Chúa thì tại sao phân biệt? Thấy không? Và ông nói rất là rõ, không có phân biệt giữa đàn ông với đàn bà, giữa tôi mọ và tự chủ, không có sự phân biệt nào cả. Và quý vị thấy đó, lời của Chúa nói trong công vụ đoạn 2 trưng dẫn của cựu ước nha, chẳng phải của tăng ước, cũng phải là cái thời tăng ước đó. Là đến ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi loài xác thịt, rồi tên gì nữa, tôi trai và tớ gái. Wow, quý vị thấy chưa? Không phải là tôi trai không, mà là tớ gái nữa, chứ không phải là tôi trai không. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài không phân biệt thì tại sao mà chúng ta phân biệt. Tôi đọc ở đây công vụ sứ đồ đoạn 2, công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu thứ 17, Đức Chúa Trời phán, đây là lời của Chúa ở trong cựu ước ha, ghi lại: trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói tiên tri. Như vậy thì đâu có phải là con trai không? À, đâu có chuyện mà trọng nam khinh nữ, không có. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và những người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta trên khắp đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Quý vị thấy lạ không? Công vụ đoạn 2 từ câu thứ 17 cho đến câu thứ 18. Đấy. Rồi ở trong Côrintô thì Phaolô cũng nói rằng là hãy phân rẽ ra khỏi giữa chúng nó, đừng đá động đến vụ ấy, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ là gì? Là con trai con gái của ta, thấy chưa? Chứ đâu phải con trai không? Thấy chưa? Cho nên cái chỗ này theo tôi là chúng ta cần phải clear,
Tức là rõ ràng là Đức Chúa Trời không có phân biệt. Mình thấy mà tại sao ngoài đời người ta phân biệt là mình bất mãn rồi đó. Nói chung là nhiều người bất mãn lắm. Tự nhiên mình phụ nữ cái không được ha. Tự nhiên là mình nghèo hay là mình nô lệ cái mình bị coi như người coi không ra chi ha. Giống như ngày xưa quý vị, tại sao mà ông Luther King ha, mà ông làm cái cuộc cách mạng không ha? Là bởi vì có phân biệt giữa da đen với da trắng. Da đen là không được, không được chơi chung, không được học chung trường. Bây giờ quý ở bên Mỹ này quý vị thấy ha, là không có ai dám phân biệt đối xử. Nếu mà quý vị ở ngoài đó quý vị làm tiệm nail thôi mà quý vị để là không phục vụ cho cái người này hay là ai đó tới vì họ da đen mà quý vị không phục vụ là họ kiện liền, không có một sự phân biệt. Cho nên chúng ta là hội thánh, chúng ta là những người mà làm cái công tác là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên đất này, ở đất như ở trời. Chúng ta cầu nguyện cái bài cầu nguyện mà Chúa dạy đó, xin cho ý ở đất cũng như ở trời, thấy chưa? Ý cha được nên và ở đất cũng như ở trời. Như vậy thì chúng ta phải sống thế nào? Chứ chúng ta không thể nào phân biệt đối xử. Ngoài đời người ta đã phân biệt lắm rồi, cuộc đời này người ta phân biệt dữ lắm. Chỉ cần mình có tiền chút là mình khác rồi, thấy không? Chỉ cần đẹp chút là chân dài chút là đi tới đâu cũng được người ta tiếp đón hết đó. Còn những người xấu vô mà interview làm việc là rớt hết. Vì cuộc đời nó là như thế, thấy không? À, nhưng mà đối với Thiên Chúa là không. Người tàn tật, người nghèo khổ, người mù, người đuôi, người câm, người điếc, người không tay không chân, Đức Chúa Trời vẫn tôn trọng hết. Người già Chúa cũng tôn trọng, chứ không phải là chỉ có người trẻ. Vì vậy cho nên chúng ta không nên phân biệt. Và nếu là giáo hội, nếu là những người mà làm đại diện cho Chúa ở trên trần gian này mà không chịu tìm hiểu những điều này, để vẫn tiếp tục cái sự sai lầm này nó vẫn còn tồn tại ở trong các giáo hội, thì đây là điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xin Chúa tiếp tục soi sáng, dẫn vào mùa lễ thật và phải lên tiếng. Để chi? Để không còn cái điều mà tồi tệ này nữa. Đây là một sự tồi tệ, những cái điều tồi tệ nó vẫn còn, nó còn tồn đọng. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự thể hiện, thực hiện được ở đất này như ở trời vậy đó. Ý của cha được nên và chúng ta không còn có sự phân biệt nào cả. Bởi vì Chúa đã không phân biệt thì chúng ta là ai? Chúng ta là ai mà đưa ra cái sự phân biệt đối xử? Đây là cái tội quý vị. Mà ở trong Gia Cơ nói đây là tội. Đây tội tay vị là một cái tội nặng đối với Chúa. Không thể thấy người ta giàu có bị ngồi ở đây. Người nghèo khổ bị ngồi dưới chân tôi. Gia Cơ nói không được. Ở đây sống như vậy là không được. Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Thế thì chúng ta cũng không thể nào mà phân biệt đối xử cả. Cho nên xin Chúa ban phước và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận biết rằng chúng ta là một ở trong Chúa. Và chúng ta là anh em với nhau, giàu có sự khác biệt. Thưa quý vị, có thể ngày hôm nay có người giàu hơn, có người nghèo hơn, không có sao hết. Chưa chắc gì tương lai mình giàu, người giàu sẽ giàu hơn người nghèo. Và chưa chắc gì người nghèo, người tàn tật họ thấy thua chúng ta đâu. À, tôi bảo đảm quý vị như ông Nick rồi đó là ông hơn ha? Sau này ông đẹp hơn mình đấy. Chứ đừng có nói. Thấy không? Đừng có nghĩ là người ta không có tay, không có chân rồi mình khinh miệt người ta. Đó chỉ là tạm thôi, đó chỉ là một cái giai đoạn mà Kinh Thánh gọi là để chúng ta thể hiện cái đức tin. Vì đó là cái lều tạm chứ không có phải là tất cả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có bệnh tật, chúng ta có nghèo khổ, chúng ta có xấu, chúng ta có thể là không có tài năng, không sao hết. Tôi nói quý vị đó, không sao hết. Bởi vì mình có một ta lăng à. Đừng có buồn, đừng ganh tị gì với cái người năm ta lăng hết, kệ người ta. Bởi người ta có nhiều thì Chúa cho nhiều, Chúa phải đồ họ nhiều thôi. Thấy không? Người nào làm thầy thì bị nghiêm hơn, bị Chúa trừng phạt nghiêm hơn, của Chúa xét nghiêm hơn. Chứ đừng có nghĩ là ông đó ông thầy, chà ông đó ông sướng quá, ông mục sư. Theo tôi thì không có sướng. Mà mình càng ở một cái vị trí cao đó thì mình lại Chúa sẽ xét mình nghiêm hơn. Và Chúa có cái ba rem để mà người xét cho mỗi cái gia cấp, mỗi cái hạng người. Người giàu thì Chúa phải xét khác, chứ không phải là giống như người nghèo đâu. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải sống ở nhau trong cái tình thương. Và chúng ta không nên phân biệt đối xử và tôn trọng mọi người. Đó là lý do mà Kinh Thánh bảo rằng chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người là như thế. Không phân biệt ai hết. Người đó như thế nào chúng ta cũng phải tôn trọng, phải yêu thương, phải quý trọng họ. Bởi vì họ là một linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời. Và trước mặt Đức Chúa Trời họ bình đẳng. Và chưa chắc gì mình hơn họ đâu, mà đừng có nói khinh miệt họ. Tôi nói thật quý vị đó,
chưa chắc đâu. Mấy người nghèo nghèo vậy chứ bữa sau là coi như họ rất là giàu đấy, nếu mà họ yêu mến Chúa, họ trung tín với Chúa. Còn cái nhiều người như ông, cái nhà giàu ăn uống sung sướng phung phí, ngày ngày yến tiệc linh đình, rồi bây giờ vài bữa nữa đây là đói ha, vài bữa nữa đây là sống ở trong cái tình trạng là xin miếng nước cũng không được nữa đấy. Thì quý vị đừng có kêu căng gì hết á, đời này nó là tạm mà thôi, và chúng ta nên yêu thương, đừng có thấy người ta là phụ nữ cái mình ức hiếp người ta ha. Không, tôi nói thật quý vị, tôi không bao giờ dám nghĩ tới mình là đàn ông ha, mình hơn người phụ nữ, không có. Trái lại, đàn ông có trách nhiệm của đàn ông và phụ nữ có trách nhiệm của phụ nữ, và tất cả mỗi người mình đều phải làm tròn cái sứ vụ mà Đức Chúa Trời trao phó cho mình. Những ngày mình tháng mình ở trên đất này thì Chúa giao cho mình cái vai trò nào thì hãy làm mọi phận sự của con, hãy làm cho trọn thế thôi, chứ còn không có cái gì để mà khinh miệt, không có cái gì để mà kêu căng, không có gì để mà khoe khoang cả. Và xin Chúa ban phước, xin Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hiệp chung để giao lời Chúa lời cầu nguyện, quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và giao lời Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì ngày cho chúng con được học lời của Chúa hôm nay. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vô cùng, bởi vì Ngài là đấng tốt lành, Ngài là Cha nhân từ, và Ngài đối xử với mỗi chúng con hết sức là yêu thương, nâng đỡ, khích lệ. Mặc dù có thể Ngài đặt mỗi chúng con ở trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà sự khác nhau đó để chúng con bổ túc, để chúng con học hỏi, để chúng con bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải rằng vì lý do đó mà chúng con phân biệt đối xử, không phải vì lý do đó mà chúng con khinh miệt hoặc là nịnh bợ những cái người giàu có, những người quyền thế, và chúng con khinh miệt những cái người kém cỏi, những người tàn tật, những người xấu xí. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tình thương của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì lẽ thật của Chúa bày tỏ, để mỗi chúng con nhận biết rằng chúng con cần phải sống như Cha chúng con ở trên trời. Ở đất, dưới đất này, ý của Ngài cũng phải thực hiện như là ở trên trời. Và nguyện Chúa cho chúng con để chúng con yêu thương mọi người, không phân biệt đối xử với ai cả. Và xin cho chúng con, các anh chị em chúng con, những người đương ở trong những hoàn cảnh kém thiếu, khiếm khuyết, đau khổ, khó khăn, đừng để họ buồn, đừng để họ bất mãn, đừng để họ không có cái sự hăng hái, cái sự vui thỏa ở trong cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời trao phó cho họ. Họ lại quên đi, họ lại buồn bã bởi vì họ chỉ nhìn bề ngoài. Con xin Chúa soi sáng mở mắt để cho họ vẫn trung tín với Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, để đến cuối cùng, người một ta lăng, người hai ta lăng, người năm ta lăng, nếu chúng con trung tín thì Đức Chúa Trời cũng ban thưởng cho chúng con giống nhau. Xin Cha ban phước và xin Cha thăm viếng chúng con. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài hôm nay, và chúng con xin hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.